Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Win. Không có. Tất cả là bánh. Không có bánh, họ cũng bán 20 ngàn trái 15, 20 chứ phải không? Không tập cầm. Rồi, 20. 20. Ồ. Số 7. Trong nhóm tiếp theo là Quen và Lòm. Quen và Lòm. Đến rồi. Trang bị ổng quen và luôn. Đây là con sáu. Con sáu. Đã đầu tiên chúng tôi thì con sáu. Đúng rồi. Ê, chủ đề là gì? Bạn phải tìm chờ để vừa qua thẳng. Ở Việt Nam có rất nhiều chợ hàng. Hôm nay có chợ. Nè, bắt đầu nhá. À, ok. Đi vào nhà đi. Takoyaki. Bánh bắt. Cái này bánh bắt. Takoyaki. Đông viên 25 ngàn. Có nhiều quần áo và cửa hàng nên chắc chắn có chưa? Ta cứ thấy bao không khí quần 1 và bao không khí quần 6 là khác gần đây hả? Không có quần nha. À dạ đúng rồi. Quần kia nhưng mà thấy xa lắm. Quần 1 là có rất nhiều quần nha. Thêm đây là chưa phát triển nha. Khu vực bình thường là như vậy nha. Quần 1 là đặc biệt. Cái này là khách. Thơ tặng nhà thơ. Chùa Thiên Đức. Chùa này như nhà. Của nhà. Khỏi chỗ. Ở đây. Ở đây là chợ. Quay đi trong thêm. Kia. Đi xích lần đó xong rồi quẹo phải. Quẹo phải. Phải. Ok. Cảm ơn. Chợ thêm gì? Phụ đèn. Phụ đèn. Phụ đèn. Phụ đèn. Ok. Okay. Chỉ nói là ở đây cũng chợ nem ở đây cũng được à, ở đây nè à đấy rồi bán người và chống cửa rồi à. thái rồi nhưng mà đóng cửa rồi. Lần tặng phục ra. Wow, con thân lực thêm được rồi. Trời ơi. Chính kẻ rắc đơn rồi. Trời đất mưa. Không có chợ. Shinsuke phải đi đâu? Không biết. Bạn cậu rắc đơn rồi. Hả? Đi đâu?
Xin xin kia. Đi đâu để mua qua ta? Shizuke Team Lab rồi. Không phải chờ. Nhưng mà thiếu gì. Nhưng mà bên Nhật Bản không có siêu thị bách hóa nha. Shizuke có thể mua quả tặng ở Việt Nam. Vừa rồi à? Dạ. Mua cái gì? Cà phê Việt Nam. Cà phê này đặc biệt. Không phải là, thật ra là ở Việt Nam là có rất nhiều loại cà phê nè. Ở đây là quán táo nên phải mua đồ đặc biệt của quán táo nè. Shizuke cũng nghĩ như vậy. Xin lỗi. Chỗ này đóng cửa rồi. Gần đây không có chợ cắt. Nhưng mà không có cà phê này ở Nhật Bản. Shizuke tặng cà phê này cho người Nhật Bản thì chắc chắn vui. Quay lại cho mình nhìn nhé. Shizuke. Cái này có nông lá. Nông lá là quà tặng đặc biệt. À, Shizuke sẽ tặng quà nông lá cho người Nhật Bản. Người Nhật Bản không cần vui thì người Nhật Bản không sử dụng nông lá. Nhưng mà kỷ niệm. Cái này là kỷ niệm. Kỷ niệm. Nên người Nhật đến Việt Nam khi mua nông lá là rất vui. Quà tặng là cà phê thật thơm. Các bạn ơi, nếu mua quà tặng cho người Nhật Bản thì các bạn nên mua cà phê này nè. Quay lại rồi, bác sĩ ngào. À, số năm. Ok, cho mình tiếp theo là bên xe Minh Tây. Nhưng mà trong miệng cuối cùng cũng bên xe Minh Tây. Ô, hai chậm à? Ê, hai loại à? Ô, hai loại đi. Chị ấy nhận ra chúng tôi gặp hay là Minh Tây thì phải xuống xuống 428 kinh yên vương. Nè, chúng tôi xuống rồi. Xong rồi. Không phải là thế, chưa đến bên xe Minh Tây rồi. Ờ, bây giờ bên trúc. Bên trúc thôi à. Ờ, đi bộ thử. Từ. Hôm nay là chưa đến, đang phải làm thử một chữ lên nữa. Nè. Ok. Chủ đề cuối cùng nè. Chủ đề cuối cùng là bạn phải tìm nhà hàng Nhật. À nhưng mà ở đây là Vinh Tân nè. Ít có nhà hàng Nhật Bản. Ồ, trung tâm Sài Gòn có nhiều nhà hàng Nhật Bản. Khó quá. Okay. Nói tiếng Nhật được không? Không. Không được. Không được. Không được à? Không được. Quay bắt tay quay. Bắt tay. Và gần đây có nhà hàng Nhật Bản không? Dạ quá. Nhà hàng Nhật Bản không? Nhà hàng Nhật Bản. Dạ. Món Nhật Bản à? Có. Có rồi.
Hả? Đó. Đánh lửa. Gì hả? Gì hả? Vui mời nè. Cảm ơn. Khổ mà. Anh này hả? Không biết lửa nè. Tại vì là kia kia. Kia kia tôi nè. Đi bộ được không? Đi bộ. Bỏ xa đi theo. Theo nó không? Muốn đi bộ. Trước đó không thể sử dụng xe ôm. Đi xe ôm không? Ông xã chở cho. Không có tiền hết. Gần đây là không có. À, nhưng mà có thể đi bộ. Đi bộ phải đi xa. Đi xa? Ừ. Nè. Chở chừng 30 ngàn thôi. Dạ yeah, biết rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ nó nghe đi bộ thử. Đi bộ không? Đi thử. Phải đi bộ. Chị nha. Bây giờ đi thẳng tới đây. Ngã ba quẹo phải. Quẹo phải. Theo bức tường đó. Tới hết bức tường quẹo trái ra. Quẹo trái ra. Có cái đường tẻ chút xíu nè, cái tẻ trái nữa. Thẳng qua bển, có cái đường thẳng qua bển lại ông á. Thẳng luôn hả? Thẳng luôn. Bao nhiêu phút? Nếu mà đi vậy phải nếu mà đi nhanh á khoảng 20 phút. À 20 phút. Quá. Xa. Hơi xa đó, phải đi xe đi, chở cho 30 ngàn thôi. Xả, xài, cái xe chở cái ào của mình. Đi cùng lần đi rồi bạn muốn đi bộ. Cũng như là con cổ là gần đây nè. Không gần đây, nó ở là kia là xa. Đi không? Nói chín nhỉ? Nói ra ba mẹ phải. Phải. Theo hết cái bức tường chùa đó đó. Mẹ trái lên. Thắng qua bển luôn. Cái có đường bự vậy nè, bự hơn này nữa. Thắng qua đường, có đường ngang vậy nè. Thắng qua bển luôn. Thấy cái hàng cây nó tính cái kia bông hoa anh đào rồi của nó đó. Rại ông. Biết là bản y ông mô à. Nó có bản bự lắm. Bản bự lắm à. Đi đi. Ok, cảm ơn chị. Rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Thằng kia khó yêu mô. Nhưng mà đi bộ 20 phút xa lắm nè. Thôi. Thì tôi kia đi đâu? Đi yêu mô. Đúng đi yêu mô nè. Tại vì mọi người biết Yomo là công ty của Nhật Bản nên chắc chắn có nhà hàng món Nhật Bản. Nên Shinsuke phải đi Yomo. Mọi người biết rồi công ty được Yomo. Cho nên là phải tìm ra nhà hàng món Nhật khác nha. Nên đi ô là kia. Tại sao đường nhỏ là không được ạ? Đường nhỏ ít có quán và tiệm nên chúng tôi phải đi đường lớn. Chúng tôi quay lại rồi. Về xe bên thầy. Chúng tôi trở thành nhà hàng Nhật Bản. Bây giờ 6 giờ. Chào. Đây là cố ngoài đường. Đây là
đi chợ nha. Càng phải tìm nhà hàng món Nhật Bản. Thôi, Shizuke. Hả? Shizuke bây giờ đi đâu? Shizuke đi Eomo. Không được. Tại sao? Lúc trước là ta cứ nói như vậy. Không đi được Eomo. Sao? Shizuke hỏi như người Việt Nam. Người Việt Nam lúc nào cũng nói gần đây có nhà hàng Nhật Bản ở Aeon Mall. Nên Shizuke đi Aeon Mall. Shizuke tìm nhà hàng Nhật Bản một tiếng rồi. Nhưng không có nhà hàng Nhật Bản. Gần đây có nhà hàng Nhật Bản chỉ ở Aeon Mall. Chúng tôi đến Aeon Mall rồi. Shizuke hồi hộp quá. Ok. Ở Aeon Mall có rất nhiều nhà hàng Nhật Bản. Sukiya, Marukame, Udon, Kamaage Rikura. Đây là Kamaage Udon. Shizuke giới thiệu về các ăn Kamaage Udon. Thế bảo chén. Súp này là men tzu yu. Khi người Nhật ăn Kamaage Udon sử dụng súp này. Sau đó Shizuke hút udon. Muốn hả? Các cả như này thì ngon hơn mì udon giống như bún bò. Nhưng mà mì udon cứng hơn. Shizuke thích mì cứng nên rất ngon. Shizuke tìm ra nhà hàng Nhật Bản nên thắng con rồi nè. Quay lại chăm nhìn nhé. Quay lại chăm nhìn rồi. Shizuke và Kazu đi bộ PC minh tay nè. Nè, nè, từ từ nè. Khán tài nhau nè. Làm thứ chưa đẻ đang rất mệt và không thể vui và thú vị. Nếu các bạn muốn đi du lịch bằng xe buýt thì các bạn làm thứ nhé. Video chúng tôi đi du lịch bằng xe buýt số 3. Nhớ đón xem nhé. Nếu các bạn thích video này thì hãy share và subscribe nhé.